Đây là vụ việc vừa được ghi nhận vào khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2018. Tại một cây ATM, nam nạn nhân đi rút tiền bằng thẻ nhưng do máy đơ mấy lần không được. Đến lần cuối, người này thấy máy đơ và không nhả tiền nên quay ra bỏ đi. Tuy nhiên, khi vừa quay ra thì máy lại trả tiền. Lúc này thanh niên vào sau thấy vậy đã nổi lòng tham cầm luôn số tiền mà không báo cho nạn nhân. Tương tự là trường hợp của nữ bảo vệ này, khi vừa thực hiện thao tác giao dịch nhưng chưa thấy máy trả tiền thì một phụ nữ khác chiếm chỗ để giao dịch. Đúng thời điểm này, máy ATM trả lại số tiền 10 triệu đồng mà nạn nhân đã giao dịch rút ra trước đó. Nhận thấy nữ bảo vệ không để ý, người phụ nữ liền nghiêng người để che tầm nhìn và nhanh tay cất số tiền vào túi áo. Vậy là chỉ một chút sơ ý, thiếu kiên nhẫn, hai nạn nhân trên đã mất bay số tiền lớn.